Rồi tới con cá mập lớn. Không biết cá mập to còn hàng không đây, nhiều khi nhưng mà mình phải cập nhật cho chuẩn. Còn đấy, nhưng mà nhiều khi hàng á nó lung tung á, mình kiếm nhiều khi nó hơi khó, bởi vì cái hàng, những cái mặt hàng này nè mình bán á, là mình phải rồi không có mặt to chứ có mặt to này. Ví dụ như những cái sản phẩm này á, mà anh chị và các bạn bán hàng á, mà nếu như mà mình mới bán á, thì mình chưa biết hình dung cái con này con kia đâu. Bán thời gian lâu chưa thì mình nhìn thấy ra được. Giờ phải kiếm đây, đây là con cá mập lớn ở đây đó. Này cá ba kỳ, cái kỳ kỳ đó. Cá ba kỳ với con gấu áo. Đây là Pikachu nè. Này là con hổ, này là con voi, các loại kiểu lớn, các loại kiểu lớn rồi, sao không? Sao mặt to đâu ta? Bay, bướm. Hết hàng rồi. Mấy nhiều khi hàng nhiều mình cập nhật không kịp ha. Cái mập to thì hết hàng rồi. Thế cá ba kỳ thôi. Bo ngoại con. Cái mập lớn hết rồi. Thế cá ba kỳ. Cá ba kỳ là cái này nè, cá to đùng, ba kỳ to. Chú đang đóng hàng cho khách. Đây cá ba kỳ, cá mập hết rồi. Thế cá ba kỳ. Sau khi mình thế cá ba kỳ thì mình phải ghi tấm giấy luôn, tấm giấy vào để cho khách hàng biết. Để khỏi phải lu bu, bây giờ thì lấy tấm giấy mình đi ghi cho nó quên. Con cá mập to hết rồi, phải thế cá ba kỳ nè. Phải ghi lại cá mập to hết. Thay cá ba kỳ nè. Cá ba kỳ lớn. Anh chị thông cảm ha. Cái này nguyên nhân là chúng ta bán hàng trên Shopee là chúng ta phải cập nhật cho cái số lượng cho nó đầy đủ, số lượng đầy đủ, chứ nhiều khi mà số lượng không đầy đủ chúng ta thay như thế này, gặp những khách hàng dễ thì không sao, những khách hàng khó tánh là đơn hàng chúng ta đi chuyển về nó cực lắm, tại vì chúng ta gia sai mà đấy, xong chúng ta dùng băng keo chúng ta dán lại